Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và nhiều sức khỏe. Hôm nay thì hành trình chúng ta đã đi ra chợ ngày cuối tuần cùng bạn đồng nhỏ với này đi, mà má đi chợ trước à. Má mua rồi má? Mua rồi. Má mua sớm vậy? Trời ơi, làm sớm rồi. Sáng ngày má đi chợ sớm rồi, hôm nay chương trình là cả nhà hội họp sinh nhật má, má đi chợ mua đồ ăn nè. Đây là hẻm 114 Đề Thám, khu phố của chú anh Peter nè. Chúng ta nhìn qua đây thì những cái có những nhà đã bán chủ mới, như cái nhà cửa lùa này, cửa cuốn nè, hai căn dồn thành một. Thì đi hốt rác ở trong cái xóm nhỏ, những anh làm vệ sinh. Định đi ra coi má mua gì nhưng mà má mua rồi, giờ thành ra bây giờ đi mua đồ chơi bạn đồng luôn, mà không biết có bán đồ chơi gì hay không. Có anh chị nói nhà em quay cái hẻm 82 Đề Thám, nhưng mà 82 Đề Thám hình như đây là 80 nè, 80 không thấy 82 ta. 82 vì chú đi đi kệ 80 84 nữa. Cái nhà màu xanh xanh lơ là 82, nhưng mà không phải là hẻm. Nó nói là hẻm nhưng mà đó là phải hẻm. Rồi. Ghê vậy. Ghê vậy. Ở đây thì bán cá buổi sáng. Mình đi thẳng hướng này nè, mình ra bến Trương Dương. Bữa giờ ở khúc đó thì bán vịt quay. Vịt quay với cá rất là nhiều. Qua đây coi. Mình đi hướng này đi, bữa giờ chưa ít đi hướng này luôn. Hướng này có gì không? Đây, trái cây. Ở nhà có trái cây chưa ta? Ở nhà còn trái gì? Chanh hả? Bữa nay cuối tuần thì chắc là chợ sẽ đông hơn mọi ngày. Đây, hoa. Ở xíu nữa đi mua bánh kem nữa. Chút nữa đi mua bánh kem nữa. Bữa nay chương trình sinh nhật bà ngoại hay là kỷ niệm ngày cưới? Ké, ăn ké theo thôi. Mừng sinh nhật bà ngoại cộng kỷ niệm ngày cưới, vô chung một cái bánh kem, nửa cái này nửa cái kia. Đỡ sưng sưng được không? Trái bưởi lớn quá nè, bưởi năm rồi. Ở đây thì bán hoa đi, tới đây hết rồi, đi vòng lại tới đằng kia là cầu Bông Lãnh nè.
mấy người ngồi hồi đó. Đồ chơi này kia có không? Này kia coi. Giờ mình đi vòng lại theo hướng Hồ Áo Hấn nha. Bên kia là bán khô. Bữa nay nãy thấy ngoại mua cá hả? Cá làm gì đó? Hồi nữa đi mua nghêu sò không hết. Nhưng mà xíu nữa có dịp mình đi chợ Hòa Bình quay một số cảnh ở chợ cá Đào Tấn gửi cô chú anh chị xem cho vui nha. Tới đây là ngã tư Đề Thám và Cô Giang. Đi thẳng đây chứ bên đó nó bán đâu có gì đâu. Bên đó bán cá, bên này bán cá không à. Chỉ có khúc này mới có nhiều đồ thôi. Này có kem đánh răng Hinox nữa. Giờ này có kem đánh răng Hinox. Hinox. Hơi dài nè, ngon hết. Rồi nó có cái nhãn hiệu mà ông Tây da đen nhe hàm răng cười đó. Tiền thân của kem đánh răng BS. Đây bán dép. Dép giày. Ở đây thì có cái dãy nhà thời Pháp nè. Nhưng mà còn một vài nhà thôi. Đây là hẻm 103 nè. Rồi kế bên thì hai căn nhà đã bán nè. Ta xây lên lại làm khách sạn. Đây là dãy hồi xưa bán tạp hóa ở trước cửa của mặt tiền chung cư Cô Giang. Nhưng mà cái dãy nhà đó thì giải tỏa rồi nên ta không còn thấy nữa thôi. Có chưa, có đồ chơi chưa? Xe. Ở bên đó bán gì này? Đấy. Mình bán quá bánh rồi quá trời kìa. Đây đi qua. Qua thử. Này có bán bánh này đâu. Tao mua. Hả? Bánh ổ cái này là trái dừa quen đâu quên rồi. Dừa nước. Không phải trái húng nốt. Bánh bánh bía. Rồi me. Nó lấy một hộp bánh bía. Trứng không trứng? Không trứng, không trứng. Để trứng hả? Có trứng thì không trứng được. Trứng này 3 triệu. Lấy hộp có trứng nè. Rồi nó có gì nữa kìa. Xăm bổ lượng nè. Cái nào quên đem tiền nữa. Em biết à. Không
phút kinh nghiệm rồi, có kinh nghiệm rồi. Lấy một hộp nào có đứng nè, cái nào đây. À. Cái này là có trứng. Lấy này đi hộp này. Nhờ gửi luôn. Lâu lắm mới thấy trầu cao. Quán xào bắp nữa. Nhiều hộp, nhiều gói xào bắp luôn. Đây hai gói. Quán trầu cao làm đám cưới nữa. Giờ quá đang ăn trầu luôn. Giờ đi bán một tấn với đám thôi, ta nấu sống còn rồi các bạn. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Đi một đoạn nữa thì kết thúc hành trình tham quan ngày hôm nay. Bên kia thì rau cải, có đồ chơi không Đồng? Kiếm đồ chơi có không? Chuối. Cái chỗ trò chơi thú nhúng này nè, rất là lâu năm luôn rồi. Ngày xưa, thật là xưa, hơn 30 năm. Ngôi nhà này là giữ cái nét cổ lâu nhất ở cái chợ Cô Giang này. 141 Cô Giang. Ở cái chùa này đó Phật khóc rồi này. Hồi năm 6 mấy rồi. Ủa hồi năm 7 mấy hả ta? Nghe cô chú nói là có Phật khóc, mọi người bu lại coi quá trời, nên chùa nổi tiếng. Này anh bán mía nè. Rồi chúng ta đến ngã ba Cô Giang và Nguyễn Khắc Nhu. À, một lần nữa cho chị My nhìn lại hàng xóm. Bà nào nhỏ làm biến đi rồi. Rồi đi về nhanh lên, nắng rồi. Về đường nào đường này đi. Là đi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.